Trung tâm Y tế huyện Tân Phước cũng tổ chức tiêm chủng vaccine COVID-19. Trong đợt này có gần 870 liều vaccine được tiêm cho các đối tượng là cán bộ và người dân thị trấn Bình Phước và xã Thành Mỹ. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, ngành Y tế huyện Tân Phước đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, thực hiện nghiêm quy trình tiêm chủng như khai báo y tế, đo thân nhiệt, huyết áp, khám sàng lọc và tư vấn trước khi tiêm. Sau khi tiêm, mọi người đều được theo dõi các phản ứng sau tiêm ít nhất 30 phút và được hướng dẫn tự theo dõi, xử trí các phản ứng thường gặp sau tiêm. Đồng thời, được hướng dẫn nhận biết các dấu hiệu bất thường sau tiêm chủng để có biện pháp xử trí kịp thời, đảm bảo an toàn tiêm chủng và thực hiện giữ khoảng cách giữa người với người tối thiểu 2 mét.